Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu tủ loa Bass sắp 50 của Calvin, một cái thương hiệu hàng đầu của Mỹ. Thì ở trong cây mình đã có làm một cái series về các cái mẫu loa của Sika rồi, hàng sản xuất tại Ý, Made in Italy, và một cái series về các cái mẫu loa của Simac, cũng là một cái thương hiệu của Mỹ. Thì cái series của Simac thì nó cũng còn thiếu một số mẫu nữa, thì sau này mình sẽ bổ sung sau. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái series về các cái mẫu tủ loa rời của Calvin, hàng sản xuất tại Mỹ, Made in USA, nhập khẩu chính ngạch, có COCV, có đơn đầy đủ. Thì đây là cái mẫu BSC188, thì có nghĩa là loa 18 inch trở kháng 8 ohm, công suất là 800W đến 3200W một cái, chuyên dùng để đánh sức. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết cái mẫu loa này nhé. Ok, thì đây là cái mẫu loa củ bách sức 18 inch coi 4 inch của Calvin BSC188, thì hay còn gọi là cái củ 50 coi 100 đấy. Thì cái dòng này là dòng từ Ferrix, nó có 500 khá lớn, từ 220 khá là lớn, khung bằng nhôm đúc, khung này thì nó có 8 xương rất là to, cũng hơi nặng tí. Thì cái dòng này là có trọng lượng là 8,7 kg, khung bằng nhôm đúc. Đây là cái màng nhầy rất là đẹp, hàng Made in USA. Đây là hai cái chạm mà để gắn dây lo âm dương. Cái hai chạm này chúng ta có thể làm hai cái kẹp, hoặc là chúng ta có thể hàng trực tiếp vào hai cái chạm này hay không. Đây là cái màng loa bằng giấy, màng loa bằng giấy găng bằng vải, viền loa bằng vải, này có 3 găng. Mẫu loa cũng khá lớn. Thì cái đường kính của cái bass này thì nói là bass 50, nhưng kích thước chính xác của nó là thường 46 thôi, không có đến 50 đâu. Hầu như cái loa nào cũng vậy. Thì cái mẫu này nó có độ nhạy là 98 dB, giải tầng là từ 30 hạt đến 2000 hạt. Vì là dòng loa xích nên nó có cái giải tầng bass khá là sâu, bởi vậy nó sẽ cho ra một cái âm bass rất là lực. Thì cái mẫu loa này được Calvin sử dụng trong một cái dòng loa xích rất là nhiều, ví dụ như cái Sony loa nhạc hoặc là loa tiếp trong đó. Thì đây là loa 18 inch trở kháng 8 ohm, công suất 800W, 1600W đến maximum là 3200W một cái. Hàng nhập khẩu chính ngạch, sản xuất tại Mỹ, Made in USA, có COCV, có đơn đầy đủ. Rồi thì các bạn có thể tham khảo chi tiết của mẫu loa này tại đường link website phía dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, vui lòng nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.